Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hãng Modi nói Nga đang ở trong tình trạng vỡ nợ. Đây là hình ảnh truyền thông quốc tế nói Nga bắt đầu vỡ nợ, điều này sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Hãng dịch vụ và kinh doanh tài chính Modi cho rằng Nga có thể đang trong tình trạng vỡ nợ vì họ đã cố gắng dùng đồng rúp để thanh toán cho các trái phiếu của họ có mệnh giá bằng đồng đô la. Đây hẳn là một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất cho đến nay của việc Moscow bị loại trừ ra khỏi hệ thống tài chính của phương Tây kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành cuộc chiến xâm lược tại Ukraine, đem đến cái chết của hàng chục người binh sĩ Nga cũng như thường dân Ukraine. Nếu Moscow bị chính thức xác nhận là vỡ nợ, điều này sẽ đánh dấu lần vỡ nợ lớn đầu tiên của Nga trong lĩnh vực trái phiếu nước ngoài kể từ những năm sau của cách mạng của Bolshevik năm 1917. Mặc dù Điện Kremlin đổ lỗi rằng phương Tây o ép bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt ngặt nghèo nên mới dẫn đến việc họ bị vỡ nợ. Đây là hình ảnh Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT sau khi nước này mở cuộc chiến xâm lược vào Ukraine. Rất nhiều người dân Việt Nam cũng ở đây và bị cháy hết tài sản. Nga đã thực hiện thanh toán cho đến hạn vào ngày 4 tháng 4 cho hai loại trái phiếu chính phủ đáo hạn vào năm 2022 và 2023 bằng đồng rúp thay vì bằng đô la mà Nga bắt buộc phải thanh toán theo các điều khoản của hai loại trái phiếu đó. Xét theo định nghĩa của hãng Modi, như vậy Nga có thể bị coi là vỡ nợ nếu không khắc phục được trước ngày 4 tháng 5, tức là lúc kết thúc thời hạn ân hạn. Modi cũng đưa ra nhận xét vào hôm thứ Năm, 14 tháng 4 như vậy. Các hợp đồng trái phiếu đó không có điều khoản quy định về việc thanh toán lại bằng bất kỳ loại tiền tệ nào khác ngoài đồng đô la, vẫn theo hãng Modi chia sẻ. Hãng này nói thêm, quan điểm của Modi là các nhà đầu tư đã không nhận được đúng những điều đã cam kết theo hợp đồng về ngoại tệ ngay đến hạn thanh toán. Vào năm 1998, được biết Nga khi đó đã vỡ nợ tới 40 tỷ đô la và phải phá giá đồng rúp dưới thời Tổng thống Nga Boris Yeltsin, vì nước này thực sự đã bị phá sản sau cuộc khủng hoảng nợ châu Á và giá dầu giảm đã làm mất niềm tin vào khoản nợ đồng rúp ngắn hạn của Nga. Điều đó đã dẫn đến hậu quả thê thảm cho nước Nga khi đấy. Đây là hình ảnh Nga đã từng bị rơi vào tình trạng vỡ nợ quốc gia vào năm 1998 dưới thời ông Tổng thống Nga Boris Yeltsin. Vào năm 1918, các nhà cách mạng Bolshevik dưới thời Vladimir Lenin đã khai thác việc trả các khoản, họ đã thoái thác việc trả các khoản nợ của Nga hoàng, gây chấn động thị trường nợ toàn cầu vì Nga khi đó là một trong những nước nợ nước ngoài lớn nhất thế giới. Và lần này, Nga có tiền nhưng không thể trả vì các khoản dự trữ ngoại hối có quy định và có quy mô lớn thứ tư trên thế giới đã bị Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Anh và Canada phong tỏa, không thể rút ra. Đây là điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể lường hết khi ông đưa quân xâm lược Ukraine. Cũng vì Nga không thể và không muốn vay tiền ngay bây giờ nên việc vỡ nợ chủ yếu chỉ có tính biểu tượng. Tuy nhiên, điều này sẽ hạ thấp mức tín nhiệm của Nga xuống rất lớn. Và hãng đánh giá chỉ số tín dụng độc lập S&P vào hồi đầu tháng này đã xếp hạng tiền tệ của Nga xuống mức vỡ nợ theo một số tiêu chí chọn lọc, do rủi ro gia tăng về việc Moscow sẽ không thể và không sẵn lòng thực hiện các cam kết của họ với các chủ nợ nước ngoài đã cho Nga vay trước đó. Đây là hình ảnh hãng dịch vụ kinh doanh và tài chính Modi. Nền kinh tế Nga đang tiến đến tình trạng suy thoái tồi tệ nhất kể từ những năm sau khi Liên Xô sụp đổ vào hồi năm 1991, khi đó cả thể chế cộng sản ở Đông Âu và sau đó kéo theo cả Liên Xô tan rã. Với nạn lạm phát tăng vọt và dòng vốn đang tháo chạy rất lớn khỏi Nga, hứa hẹn một tương lai xám xịt của đất nước này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin soái hạm Moscow của Nga bị hỏng nặng vì hỏa hoạn hay trúng đạn của Ukraine. Tuần dương hạm chỉ huy của Nga đã bị hư hại nghiêm trọng và toàn bộ thủy thủ đã được sơ tán. Truyền thông của nhà nước Nga chia sẻ như vậy. Đây là hình ảnh chiếc tàu chiến Moscow đi qua eo biển tại Istanbul vào ngày 6 tháng 6 năm 2021.
Đạn trên tàu Moskva đã phát nổ do cháy, theo Bộ Quốc phòng của Nga tuyên bố, và bộ này nói nguyên nhân gây cháy nổ chưa được xác định. Phía Ukraine thì nói chiến hạm dài 186 mét đã bị hai tên lửa Neptune của họ tấn công, bắn trúng. Con tàu chiến có 510 thành viên, thủy thủ đoàn dẫn đầu các vụ tấn công đường biển của Nga vào Ukraine, khiến nó trở thành một mục tiêu quân sự mang tính biểu tượng rất quan trọng. Trong những ngày đầu của cuộc chiến, tàu Moskva nổi đình nổi đám khi kêu gọi binh lính biên phòng Ukraine bảo vệ đảo rắn ở Biển Đen nên đầu hàng. Và hai bên đã nói gì về điều kiện này xảy ra? Đêm qua, Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra thông báo nói rằng con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng, toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Nhưng Moscow nói vụ nổ đó là do một đám cháy gây ra và nói họ đang điều tra nguyên nhân mà không hề nói đến một vụ không kích từ Ukraine. Đây là hình ảnh con tàu Moscow nằm ở cảng Crimea vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. Chúng tôi xác nhận rằng tàu tuần dương tên lửa Moscow hôm nay đã tới đúng chỗ lực lượng biên phòng của chúng tôi đưa nó đến trên đảo rắn. Thống đốc khu vực Odessa viết trên trang Telegram của mình. Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleski thì nói rằng nó cháy dữ dội ngay bây giờ và với tình trạng biển động này không rõ họ có nhận trợ giúp được hay không. Trong một dòng tweet sau đó, vị cố vấn Tổng thống nhận rằng Ukraine đã đánh chìm con tàu nhưng không đưa ra bằng chứng nào. Các cơ quan thông tấn trên thế giới cũng chưa thể xác nhận được tuyên bố này. Và động viên tinh thần cho Ukraine cũng là điều đặt ra. Đây là một thất bại đáng kể cho nỗ lực chiến tranh của Nga, cả về phương diện quân sự và tinh thần. Chiếc tàu chiến Moskva là một tàu tuần dương, hành trình cũ từ thời Xô Viết, nhưng nó đã là soái hạm của hạm đội Biển Đen từ năm 2000. Con tàu chiến nặng tới 12.500 tấn là một phần của tàu chuyên đi tuần tra trên biển và đe dọa cảng Odessa của Ukraine. Cho dù nguyên nhân vụ cháy lớn trên tàu là gì mà Ukraine nói, đó là do hai tên lửa của họ bắn vào. Sự lụi tàn của con tàu Moskva hoành tráng một thời sẽ được coi là công lý ở Ukraine. Về mặt thực tế, vụ việc này nhiều khả năng dẫn đến các tàu chiến Nga phải ra khơi xa hơn để đảm bảo an toàn và tránh bị Ukraine tiếp tục bắn tên lửa đánh chìm. Đây là hình ảnh thông số kỹ thuật của tàu Moskva khá hiện đại với nhiều trang thiết bị vũ khí. Và tàu Moskva quan trọng như thế nào là câu hỏi được đặt ra. Được xây lắp từ kỷ nguyên Xô Viết từ thời Liên Xô, con tàu chiến đã bắt đầu vận hành từ đầu những năm 1980 theo truyền thông của Nga. Con tàu tuần dương hành trình trước đó được Moskva điều đến Syria để bảo vệ cho lực lượng Nga ở đất nước này. Con tàu mang hơn một chục tên lửa chống hạm và một loạt vũ khí chống tàu ngầm và chống mìn và ngư lôi, theo nguồn tin này chia sẻ. Để có thể tấn công một cách quyết định vào soái hạm Biển Đen của Nga chính là một cú hích tinh thần to lớn vì nó đã giảm đáng kể khả năng thực hiện các vụ tấn công hải quân trong tương lai của Nga nhằm vào Ukraine. Samir Puri từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đã cho biết như vậy. Và loại tên lửa nào với tên là Neptune của Ukraine lại nguy hiểm đến như vậy. Đây là hình ảnh tên lửa Neptune của Ukraine. Hệ thống tên lửa hành trình Neptune được các kỹ sư quân sự tại Kiev chế tạo để đáp lại mối đe dọa hàng hải ngày một lớn từ Nga ở Biển Đen sau khi Nga sát nhập Crimea vào hồi 2014. Theo tờ bưu điện Kiev, hải quân Ukraine mới được giao các tên lửa tầm 300 km vào hồi tháng 3 năm ngoái. Kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, Ukraine đã nhận được rất nhiều viện trợ quân sự từ đồng minh. Phương Tây, trong đó có tên lửa phòng không và chống tăng trị giá 100 triệu bảng Anh, mà Anh Quốc hồi đầu tuần trước hứa sẽ gửi cho Ukraine. Và tàu Moskva quan trọng ra sao đối với Nga và bản thân ông Tổng thống Putin? Được xây dựng, xây lắp từ hồi Liên Xô, con tàu chiến đã bắt đầu vận hành từ đầu những năm 1980, theo truyền thông Nga chia sẻ. Con tàu tuần dương hành trình trước đó được Moskva điều đến Syria bảo vệ lực lượng của Nga ở đất nước này. Như vậy, nó đã tham gia vào rất nhiều cuộc chiến tranh khác nhau của Nga trên thế giới. Đây là hình ảnh chiếc tàu tuần dương hạm có thủy thủ đoàn tới 510 người trong hành trình cập cảng Sevastop vào năm 2013. Con tàu được biết mang theo rất nhiều vũ khí hiện đại khác nhau, trong đó có hơn một chục tên lửa chống hạm,
và rất nhiều vũ khí chống tàu ngầm, chống mìn, ngư lôi. Chiến hạm Moskva là một con tàu lớn thứ hai được biết là đã bị hư hại nặng kể từ khi cuộc chiến tranh xâm lược bắt đầu. Và đây là một đòn đánh rất mạnh vào Moscow và cuộc chiến xâm lược của nước này tới Ukraine.